Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ 3 bánh điện tải trọng dưới 500 kg. Tất nhiên là khi nào các bạn về số mạnh ấy, thì nó có thể tải được khoảng 700 kg đấy. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích các bạn chạy 700 kg, bởi vì bộ này mình làm là chỉ với tải trọng 500 kg trở lại thôi. Với tải trọng thường xuyên 500 kg thì các bạn phải nâng cấp thêm một chút nữa mới được. Còn đây là mình đang nói đến cái tải trọng tối đa. Đấy. Thì chọn bộ ở đây bao gồm là đèn đóm, dây điện, bánh trước, bánh sau, cầu hai số, số mạnh, nhíp 5 ná dài 50 cm. Bộ này là bộ khung sườn, các bạn có thể nâng cấp thêm. Đấy. Động cơ là 48V 1000. Các bạn thích thì có thể lấy 60V, giá thành là như nhau. Theo như mình tư vấn thì lên mua 60V. Tất nhiên cái này thì phụ thuộc vào khách hàng muốn lựa chọn xem là ít bình hay là nhiều bình. Đấy. Ở đây thì mình sơ qua về cái cấu hình. Đầu tiên cái cầu này thì có chiều dài là 1m04. Các bạn có thể lựa chọn các loại ngắn hơn tùy ý. Bánh thì sử dụng bánh 400-12. Tải trọng của bánh thì được 315 đến 355 cân một bánh. Tải trọng của nhíp ấy thì khoảng 500 kg. Đèn hậu. Bánh trước được trang bị bánh có đường kính tăng bua của nó là 130. Và bánh này là bánh 375-12 hoặc 350-12. Hai loại này thì giá tiền nó cũng tương ứng nhau thôi. Đấy, phanh chân, phanh tay và phụ kiện. Đây là phụ kiện phanh chân này. Còn đây là phụ kiện nhíp này. Rất là đầy đủ. Đây bộ dây điện này. Và đặc biệt thì cái bộ càng giảm xóc này mình trang bị cho các bạn là càng giảm xóc phi 43. Cái này người ta gọi là phi 43 này. Cái phi này càng lớn thì cái khả năng chịu tải là càng cao. Đèn LED. Đấy. Di động tay lái. Cái bộ dây điện này thì bên mình đang để ở đây là để tạm thời thôi. Còn tất cả các khách hàng khi mua hàng bên mình đều được đấu nối sẵn, đóng riêng phần điện và một bao và một kiện hàng để cho các bạn về nhà không phải thắc mắc về cái chuyện có thể tự lắp được hay không, thì bên mình đều tư vấn cho các bạn. Công tắc tay ga này thì có hai chế độ, một là tiến lùi và hai là ba số, nhanh, chậm, vừa. Đây là bộ công tắc điều khiển. Đấy, rất là xịn, các bạn này dùng rất ít khi hỏng. Một bên là sử dụng tay phanh, chắn bùn inox và đặc biệt là điều khiển. Điều khiển này là điều khiển 1000W các bạn nhé. Nó rất là lớn chứ nó không như cái có cái thước mượn tí sao này. Có cái thước không? Cho mượn. Cái điều khiển này nó rất là lớn. Đấy. Đây, nó là một gang này. Và chiều rộng này nó phải là khoảng 10 cm, chiều dày khoảng 8 cm, chiều dài khoảng 20 cm. Đấy, con này là điều khiển 1000W 18 sò. Bánh đây là bánh 400-12 này. Bánh 400-12, tải trọng 315 đến 355 cân một bánh, tải trọng max đấy các bạn nhé. Phụ kiện nhíp thì cũng lúc nào cũng rất là đầy đủ. Đấy, có gối trước, gối sau, gối treo, u nhíp, quang nhíp. Chắn bùn thì bằng inox các bạn nhé. Nói thêm về cái phần cầu sau này nữa thì đây là cái phần cầu có hai số phanh cơ. Thì có cả phiên bản phanh dầu. Tuy nhiên thì khách hàng thường thường là một số khách thì không thích phanh dầu, bởi vì
ngại sửa chữa nó phức tạp. Tuy nhiên thì phanh dầu thì nó lại có một cái ưu điểm đấy là phanh nó rất ăn và nó gia công nó dễ hơn phanh cơ. Đây là cái hộp số hai số này. Thì có một số lưu ý thì các bạn nắp thì thường là cái chiều này là chiều chuẩn, chiều tiến này. Con ốc này là phía trên này, ốc thông hơi này. Đây là phần dây số đây các bạn nắp vào đây. Đấy, nắp đặt ngang như này. Phần dầu nhớt đổ thì các bạn có thể đổ thẳng vào vị trí cắm động cơ hoặc các bạn đổ ở đây. Với lượng nhớt là 100ml, chỉ 100ml thôi nhá. Để mình nhắc thêm một lần nữa là nhiều các bạn về nhà là đổ nhiều nhớt quá, nhớt tràn qua động cơ dẫn đến hỏng động cơ, rất là đáng tiếc, mới sử dụng mà đã hỏng đấy. Bởi vì phớt thì nó vẫn có, nhưng các bạn biết rồi, phớt nó chỉ chắn khi vung té thôi. Còn các bạn mà đổ dầu nhập qua phớt, đổ nhớt mà ngập qua cái phớt ấy, thì khi có chuyển động nó vẫn chảy qua được bình thường đấy. Cho nên là các bạn lưu ý mà khi có nhiệt độ cao thì cái nhớt nó loãng ra chứ nó không đặc nữa. Thì để tránh những cái đáng tiếc đấy xảy ra thì các bạn chỉ đổ đúng cho mình 100ml. 100 có nghĩa là 1 phần 10 lít đấy các bạn nhé. Các bạn lưu ý cái mục đấy cho mình, đừng để những cái hỏng hóc không đáng có xảy ra. Đấy. Tiếp theo nữa là lưu ý cho các bạn nữa ấy, là cái gối cầu. Cái gối này khi các bạn đặt nhíp hàn nhíp lên đây thì các bạn để cái gối này nó càng sát vào đây càng tốt. Thì khi đó cái tải trọng nó sẽ đè thẳng lên cái bánh này. Còn nhiều các bạn dịch cái gối này vào trong này thì nó sẽ xé cái hộp số này ra hoặc cái cầu nó sẽ bị cong. Đấy, thì nguyên tắc của người ta bao giờ cũng thế. Để tránh cái tình trạng không đáng có xảy ra thì mình xin lưu ý cho các bạn một số cái vấn đề đấy. Thì tất cả những cái phụ kiện thay thế bên mình đều bán. Má phanh, cảm biến động cơ hay là bộ dây điện, đèn đóm, các bạn hỏng hóc cái gì thì bên mình đều bán. Visai, bánh răng của bọn này đều có. Thì tất nhiên là nhiều khi mẫu mã nó thay đổi đi thì cái phụ kiện nó sẽ không tìm được, thì những cái trường hợp đấy là ít thôi. Đấy, bộ này là bộ cơ bản, các bạn có thể thay thế, thay đổi lại được những loại khác. Thì lát nữa thì trong cái cuối video thì mình sẽ thay thế một số cái cấu hình khác để cho các bạn lựa chọn, ví dụ như lựa chọn phanh dầu, lựa chọn động cơ lớn, cầu to. Đấy là tổng thể một cái bộ là như vậy. Giá thành thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả sản phẩm, hoặc là comment trực tiếp, hoặc là gọi điện ở bên mình sẽ báo giá. Giá thì theo từng thời điểm, có những thời điểm thì giá nó khác nhau. Đấy. Và bên mình bán thì thường thường là tuy giá thì có thể lên, nhưng mình chỉ điều chỉnh lên vừa vừa thôi chứ không lên theo thời điểm. Ví dụ như thời điểm hiện tại đây thì giá lên rất là cao, rất là nhiều mặt hàng lên cao. Đấy, thì đây là cũng là một cái tổng thể bộ như thế, thì các bạn có thể xem tham khảo. Nó bộ này thì phù hợp với lại cái việc các bạn chở hàng, khuyên dùng ở trong cái này thì chở hàng là khoảng 350kg đến 400kg, tải trọng xe là khoảng 150kg đến 200kg. Thì những cái bộ như vậy là rất bền. Đấy, nó chạy thường xuyên. Còn nếu như các bạn thi thoảng chở hàng nặng thì cái bộ này cũng có thể chịu được, nhưng nó không khuyến cáo chở hàng nặng thường xuyên các bạn nhé. Nếu chở hàng nặng thường xuyên thì bộ này các bạn phải nâng cấp lên nhíp lớn hơn và cầu to hơn. Đấy, động cơ nó sẽ lớn hơn. Tốc độ của cái bộ này thì với cái số nhanh chạy không tải thì nó được trên 30 km/h, nó rơi vào khoảng 35 km/h. Còn đối với các bạn tải số chậm thì nó chỉ được khoảng 10-15 km/h thôi. Đấy, đấy là chạy không nhá các bạn nhá. Còn khi có tải thì tất nhiên nó sẽ chậm lại chứ nó không nhanh được như vậy.
À, bộ này thì bên mình không trang bị ắc quy đâu, bởi và sạc ắc quy và sạc là bên mình không trang bị, bởi vì là sạc và ắc quy thì tùy theo khách hàng nữa cơ. Khách hàng thích bình to thì phải đi với sạc to, còn bình bé thì đi với sạc bé. Thì cái này mình sẽ không để sạc ở trong cái mục này. À, các bạn xem video thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.